trời ơi, hết bắp rang rồi. Apu, làm thêm nhanh đi. Hết nữa rồi, Apu. Hay ghê. Đó đi. À,
Apo. Khoan, đừng chạy nữa. Cảnh báo, phát hiện quá nhiều ớt. Các triệu chứng khó tiêu, viêm lưỡi, rối loạn sắc tố da và tiêu chảy. Mở cửa ra đây. Mở cửa đi. Con giải thích. Bị phạt trong 24 giờ. Hay đó. Yeah.
chương trình cho ăn tạm thời bị gián đoạn. Chờ cho miệng mở. Miệng đang mở, bắt đầu cho ăn ngay lập tức. Hey, yeah.
Cảnh báo, Daniel McFix quét các vị trí có thể. Cho mình ra ngoài đi. Apple ở đây rồi, tìm bạn khắp mọi nơi luôn đó. Đi qua đây một chút nha. Apple, quà rất đặc biệt cho Daniel đó. Daniel chắc chắn sẽ thích nó cho mà xem. Chúng cũng không độc hại và còn thân thiện với môi trường nữa chứ. Giờ chỉ cần di chuyển qua bên đó được chứ. Hay có thể dựa nó vào tường không? Apple, có đang nghe tôi nói không vậy? Apple, chuyện này rất là quan trọng. Apple. Ha ha ha!
Cảnh báo nhắc nhở, đến giờ ngủ trưa của Daniel. Chú ý, đồ chơi âm nhạc đã bị hư, không thể sửa chữa. Cảnh báo, Daniel đang gặp nguy hiểm. Xin chào, đã đến lúc dứt đồ ăn vặt và ăn uống lành mạnh. Dễ thôi mà. Chú ý, đồ chơi âm nhạc đã bị hư, không thể sửa chữa. Ba ba.
Ah!
Im lặng đi. Chị đang xem tivi. Đang nhìn cái gì đó? Nè, đi đi, của chị mà. Để chị yên đi, đồ của chị mà. Đã hết giờ ngủ, đánh thức Daniel dậy.